Ơ, anh muốn cái gì vậy? Cho em miếng đi. Cái gì? Đâu ra sữa mẹ mày mua tao, tự dưng đi xin. Anh mà không cho em là em mách mẹ đâu nghe chưa? Hai cái đứa bậy cái gì mà ồn ào có vậy? Có muốn bị ăn đòn cả hai không? Đấy, mày thấy chưa? Giờ có muốn uống không? Bây giờ tao sẽ đưa ra cho mày một thử thách. Nếu như hoàn thành xuất sắc thì tao sẽ thưởng cho mày sữa hạt bi pháp gồm 3 loại hạt: hạt maca, hạt hạch nhân và hạt rẻ cười này. Nhanh lên đi cha, quảng cáo ấy giờ quốc lách cả người rồi này. Được rồi, thử thách sẽ là chạy bứt tốc. Tao với mày sẽ chạy từ đây ra anh đằng kia, xem ai về đích trước. Ok, 1, 2, 3. Ôi, thế này thì mình thắng chắc rồi. Bẩn. Sao mà về đích nhanh thế được? Thì uống sữa bi phát thì thế thì đúng rồi. Không chịu đâu, anh chị bẩn. Uống bi phát nạp năng lượng vượt thử thách. Làm. Ôi.